Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Công an thành phố Thanh Hóa của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt giữ và điều tra nghi án người chú họ đã điều khiển ô tô tải để tông người cháu ngã ra đường rồi tiếp tục tăng ga kéo lê người cháu khiến nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe tải, thương tích nặng tới mức phải nhập viện. Toàn bộ vụ việc đã được camera gia đình nạn nhân ghi lại. Ngay sau khi đoạn clip ghi lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội thì không ít người đã tỏ ra bức xúc vì hành vi vô đạo đức của tài xế xe tải này. Đồng thời cũng thắc mắc rằng không hiểu lý do vì sao một người chú lại có thể nhẫn tâm điều khiển xe ô tô tải tông vào cháu của mình như vậy. Chúng tôi đã có kết nối với người nhà của nạn nhân là anh trai họ của tài xế để tìm hiểu về vụ việc. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng xem lại vụ việc đã xảy ra vào ngày 8 tháng 1. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1 năm 2024, tại khu phố Phượng Đình 2, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, anh Nguyễn Đăng A, sinh năm 1997, ngụ phố Phượng Đình 2, phường Tào Xuyên, đang ngồi trên vỉa hè thì đứng lên, di chuyển xuống lề đường và ngồi xuống trước đầu xe tải của ông Nguyễn Đăng D, sinh năm 1981, là chú họ của anh A. Trước hành động của anh A, nhiều ý kiến cho rằng dường như người này cũng đang có thái độ thách thức tài xế do đã có mâu thuẫn với nhau từ trước. Với hành động của anh A, ông D cũng không có dấu hiệu dừng xe lại mà trực tiếp điều khiển ô tô tông thẳng vào người cháu. Khi anh A ngã xuống đất, ông D không dừng xe mà tiếp tục tăng ga, cán vào người rồi kéo lê thanh niên này thêm một đoạn. Đến khi trong nhà có người chạy ra và hàng xóm xung quanh la hét ngăn cản thì người này mới dừng xe lại. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, theo phản ánh của người dân, khi nạn nhân còn đang mắc kẹt dưới gầm xe, ông D nhảy ra khỏi xe, chạy về nhà, lấy dao sang nhà anh A, tiếp tục xô sát, hòng cướp đoạt mạng sống của anh A. May mắn là có sự can thiệp và ngăn cản kịp thời của những người dân xung quanh. Đó, các dao sang đó. Nhìn thấy rõ, dao, nhìn thấy dao. Hậu quả là anh A bị thương nặng, phải chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công an phường Tào Xuyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, gia đình anh A và ông D là hàng xóm cạnh nhà và cũng là anh em họ hàng của nhau. Anh A gọi ông D bằng chú, tuy nhiên cả hai gia đình sống không hòa thuận. Trước khi xảy ra vụ việc, hai gia đình đã có cãi vã và xô xát. Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Đăng B, bố của nạn nhân cho biết, việc anh em trong gia đình có mâu thuẫn để dẫn đến sự việc chú họ cố tình gây thương tích cho cháu của mình là điều khiến ông cảm thấy vô cùng đau đớn. Khoảnh khắc chứng kiến người em trai họ lái xe ô tô tải đâm vào con trai của mình khiến ông B đến bây giờ khi xem lại hình ảnh ghi lại từ camera cũng không khỏi sợ hãi. Cái lúc mà Yến cố tình để anh truy sát con anh, dùng phương tiện để giết con anh không thành, anh tiếp tục dùng dao để truy sát, để người con anh cướp đi tính mạng con anh, để cuối cùng thì bao nhiêu người ngăn cản anh được. Lúc đấy thì anh là không còn cái tính người nữa em, anh cảm xúc lúc đấy còn cái gì nữa đâu em. Cháu cho mình giờ con mình đang hồi phục để anh xem nó như thế nào nữa. Ở bên đây thì toàn anh em đang làm ra như thế nào nữa. À, cái này thì qua thì giữa về bên bắt luôn hôm qua rồi em ạ. Bắt luôn hôm qua rồi. Sợ như bên này như thế này thì bắt, người ta bắt hôm qua. Thì bây giờ anh cũng đang về để cho pháp luật để giải quyết nghiêm minh về pháp luật chính trị thích đáng với luật pháp, để cho anh em mình đang làm thì anh cũng đang muốn để cho xem như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc chú họ điều khiển ô tô tải đâm và kéo lê cháu của mình ngay trên trước cửa nhà của nạn nhân đã khiến không ít người bức xúc và cho rằng một giọt máu đào thì hơn ào nước lã, dù có mâu thuẫn hay xích mích như thế nào thì cũng nên bình tĩnh để cùng nhau giải quyết sự việc. Dù trong câu chuyện này vẫn chưa biết được mâu thuẫn giữa hai gia đình đang diễn ra như thế nào, hoặc là sự việc đúng hay sai ra sao, thế nhưng rõ ràng, việc cố tình điều khiển xe tải đâm vào người cháu và dùng dao để xảy ra xô xát là điều khó chấp nhận tới từ người chú. Hiện tại thì sức khỏe của nạn nhân đang bắt đầu hồi phục, người nhà thì cũng đang trông chờ vào sự giải quyết từ các cơ quan chức năng. Thời điểm hiện tại, mọi việc vẫn đang được các cơ quan chức năng xác minh và điều tra để làm rõ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp lý thì vụ việc này
bị xử lý hình sự như thế nào. Chúng tôi đã có kết nối với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để lắng nghe nhận định của luật sư về sự việc này. Xin mời trường quay kết nối ạ. Thưa luật sư, sau khi xem lại đoạn video ghi lại cảnh tài xế xe ô tô tải là chú họ của nạn nhân đã cố tình đâm xe vào người cháu của mình và còn kéo lê trên mặt đất khiến cho nạn nhân bị thương nặng phải vào viện cấp cứu, luật sư có nhìn nhận và đánh giá như thế nào về mức độ nghiêm trọng của sự việc? Có thể thấy rằng là những gì diễn ra qua clip thì cho thấy là đã có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Một cái phương tiện giao thông đã đâm vào một thanh niên, sau đó xe dừng lại, thậm chí lùi lại và tiếp tục đâm vào cái người thanh niên này. Thì đây là một tình huống nguy hiểm và tình huống này có thể có dấu hiệu tội phạm. Bởi vậy là với tình huống như vậy thì nạn nhân là nam thanh niên này có thể là trình báo sự việc với cơ quan điều tra, hoặc là gia đình cái người thanh niên này cũng có thể trình báo sự việc, hoặc là qua cái thông tin công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thì cơ quan chức năng cũng có thể vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Và nếu trong cái tình huống này, nếu cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy là cái người điều khiển phương tiện này đã nhìn thấy nạn nhân ở phía đầu xe nhưng lại không dừng lại, cố tình đâm xe vào, thậm chí là di chuyển một đoạn khá dài như vậy, thì có thể xử lý hình sự về tội giết người. Thế còn trong trường hợp mà không chứng minh được là cái người lái xe này biết có người ở cái khu vực đó, ở cái đầu xe, do điểm mù không phát hiện ra, thì có thể là hành vi này là vi phạm giao thông đường bộ, liên quan đến câu chuyện là thiếu chú ý quan sát. Ngoài ra thì cơ quan chức năng cũng làm rõ là cái hành vi của người thanh niên này là tại sao lại từ một cái vị trí ở bên cạnh như thế lại di chuyển phía đầu xe mà rõ ràng biết cái xe đang di chuyển tới, thì đó cũng là cái nguyên nhân của sự việc. Cơ quan chức năng sẽ thận trọng đánh giá xem là cái mức độ quan sát, khả năng phát hiện cũng là nhận thức của cả hai bên như thế nào, để xem xét là có khởi tố vụ án hình sự hay không, và nếu có khởi tố thì khởi tố về tội hình sự trong tình huống này. Hiện tại thì gia đình nạn nhân cũng đang chờ quyết định và hướng giải quyết từ phía cơ quan chức năng. Thế nhưng nếu phía gia đình nạn nhân muốn kiện người này cùng với hành vi nhẫn tâm thì sẽ có những trường hợp nào xảy ra và người này sẽ phải chịu những hình phạt như thế nào từ pháp luật, thưa luật sư? Rõ ràng là sự việc này diễn ra qua clip là công khai và diễn ra nơi công cộng. Chính vì vậy là cơ quan chức năng sẽ làm rõ là hành vi này có dấu hiệu tội phạm hay không để đánh giá toàn thể, tổng thể sự việc. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân của sự việc, nguyên nhân là mâu thuẫn từ đâu. Thứ hai nữa là đặc biệt là trong cái tình huống này là cái chủ đích, cái nhận thức, cái khả năng điều khiển hành vi của hai bên như thế nào. Rõ ràng là về phía cái người đi bộ với nạn nhân là người này đã cố tình đứng về phía mũi xe. Nhưng mà dù cố tình như vậy thì cái người điều khiển phương tiện này nếu mà biết là có người đứng ở mũi xe mình thì không được phép di chuyển. Và một người bình thường thì nhận thức được rằng là nếu mà có một người ở mũi xe của mình cứ lao xe qua thì rõ ràng là có thể chết người. Nhưng mà nếu nhận thức được điều đó, phát hiện được điều đó nhưng vẫn di chuyển cho xe qua thì đây là hành vi giết người. Và trong trường hợp này có thể xử lý hình sự về tội giết người và có thể áp dụng những cái tình tiết ví dụ như là tinh thần kích động mạnh hoặc là do lỗi một phần nạn nhân thì có thể áp dụng. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây là xác định là cái khả năng quan sát người điều khiển cái phương tiện này có quan sát được nạn nhân ở đầu xe hay không, và cái mục đích di chuyển xe là có phải nhằm mục đích giết người hoặc là bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra hay không. Nếu có thì sẽ xử lý về tội giết người. Còn trường hợp thứ hai nữa là nếu trong trường hợp mà người điều khiển phương tiện này không thể nhìn thấy nạn nhân do ở điểm mù, hoặc là nạn nhân di chuyển đột ngột bất ngờ vào mũi xe, thì lúc đó mới có thể là xác định là không có lỗi và không xử lý hình sự. Đấy, và cái sự việc này rất phức tạp, diễn ra nơi công cộng và hành vi có thể là vi phạm giao thông đường bộ, có thể là giết người, có thể là gây rối trật tự công cộng. Và với những cái dấu hiệu như vậy thì cơ quan điều tra sẽ phải thận trọng xem xét đánh giá từ nguyên nhân của sự việc, đánh giá diễn biến hành vi của các bên, khả năng quan sát của các bên, nhận thức của các bên đến cái hậu quả xảy ra như vậy để xác định là có khởi tố vụ án hình sự hay không, và nếu khởi tố thì khởi tố ai, về tội gì. Và rõ ràng ở đây không phải là câu chuyện là cái người nạn nhân đang đứng một chỗ mà rõ ràng là di chuyển về đầu mũi xe, và cái xe này khi phát hiện ra tông vào rồi thì không dừng lại mà tiếp tục lùi lại và đâm vào tiếp. Và nếu mà chứng minh được là người lái xe này biết đấy là có người ở dưới rồi nhưng vẫn lao xe qua thì đó là hành vi giết người. Và cái này cơ quan điều tra sẽ rất thận trọng trong việc phân tích nguyên nhân,
diễn biến hành vi, nhận thức cũng như là xác định hậu quả để xác định xem cái vụ việc này sẽ xử lý như thế nào. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư Đặng Văn Cường. Thưa quý vị, chỉ ít ngày sau khi triệt xóa thành công hai đường dây mua bán tàng trữ hơn 1,9 tấn pháo từ nước ngoài về Nghệ An, Công an Nghệ An tiếp tục lập chiến công xuất sắc khi triệt xóa một đường dây buôn bán pháo nổ số lượng rất lớn với hơn 1,4 tấn pháo lậu, bắt giữ hai đối tượng. Hai đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi buôn bán vận chuyển hơn 1,4 tấn pháo cùng trú tại huyện Nghi Lộc là Nguyễn Văn An sinh năm 1998 và Ngô Xuân Trường sinh năm 1993. An và Trường đều là những đối tượng đã mang trong mình hai tiền án về nhiều tội danh. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, sau khi mua pháo bên kia biên giới về, các đối tượng không cất giấu tại nhà mà để tại các nhà hoang lẫn lộn trong khu dân cư. Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ là hơn 1,4 tấn pháo hoa nổ các loại, một xe ô tô, hai điện thoại di động và các tài liệu vật chứng liên quan.